có khả năng bay với tốc độ siêu thanh vượt qua những mạng lưới phòng thủ tên lửa để thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Nhật Bản đã nghiên cứu những tên lửa tương tự kể từ tài khóa 2018. Hải quân Mỹ vừa ra cảnh báo là các tàu thuyền tại Trung Đông phải giữ khoảng cách 100 mét với các tàu chiến.